Trên vùng cao huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, từ bao đời nay, dòng họ A Sớp đã vang danh với truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp thì dòng họ này đã được triều đình nhà Nguyễn ban cho chiếc áo Vân Phụng Tiên Y để ghi nhận công lao, sự cống hiến của các thế hệ trong dòng tộc. Trải qua nhiều biến đổi thăng trầm của lịch sử, chiếc áo này vẫn được con cháu trong dòng họ A Sớp gìn giữ cẩn thận, trân quý, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh của đồng bào dân tộc Vân Kiều Pa Co tại tỉnh Quảng Trị. Đây là buổi học ngoại khóa của các em học sinh lớp 9, trường tiểu học trung học cơ sở A Sinh. Các em được nghe câu chuyện về chiếc áo Vân Phụng Tiên Y của dòng họ A Sớp, được triều đình nhà Nguyễn ban tặng, và những chiến công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dòng họ A Sớp. Đây là hoạt động thiết thực, rất bổ ích giúp chúng em biết được dòng họ anh hùng của mình về đồng bào dân tộc Pa Co. Em cần cố gắng học thật tốt để xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước. Chiếc áo Vân Phụng Tiên Y là một loại áo choàng có ba thân. Chiếc áo thể hiện chính sách nhu viễn của triều đại nhà Nguyễn với mục đích khuyến khích các tù trưởng bảo vệ biên giới quốc gia. Đánh đuổi được thực dân Pháp trong hai đợt giao tranh thì dòng họ A Sớp đã thiệt hại là về con người là 8 người. Dòng họ A Sớp đã diệt được hai quân lớn của Pháp và hơn 10 bản tay sai. Dòng họ là rất vinh dự được vua Triều Nguyễn ban tặng một cái chiếc áo. Đây là một trong những cái vinh dự rất lớn đối với dòng họ A Sớp nói riêng và người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều Pa Co tại khu vực phía Tây Quảng Trị nói chung. Hiện nay chiếc áo Vân Phụng Tiên Y như một bảo vật của dòng họ A Sớp. Cứ định kỳ 2 tháng một lần, các em học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở A Sinh được học ngoại khóa tại đây. Thông qua các hoạt động ngoại khóa giúp các em hiểu thêm cái lịch sử của quê hương mình, thế hệ cha anh của mình. Cái hoạt động này sẽ là một cái hoạt động thường niên. Tất cả những học sinh trước khi ra trường đều được đến đây để nghe ngoại khóa về cái chương trình này. Và chúng tôi cũng đã liên hệ với bảo tồn tỉnh Quảng Trị có những cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như tư vấn để bảo tồn cái chiếc áo này một cách lâu nhất. Việc tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp cận và hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và truyền thống quê hương, tìm hiểu về dòng họ anh hùng A Sớp, chiếc áo Vân Phụng Tiên Y là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Co trên vùng cao Quảng Trị từ xưa đến nay.